Hôm nay mình sẽ nói đặc trưng của con trai Nhật nhé. Các bạn thích con trai Việt, Hàn, Thái hay là con trai Nhật? Mình không biết các bạn có quan tâm về con trai Nhật không, nhưng mình cũng xin được giới thiệu đôi chút về những đặc trưng của con trai Nhật nhé. 3 điểm nhé, 3 điểm. Okay. Làm việc chăm chỉ. Đối với con trai Nhật, làm việc quan trọng nhất. Nhịp. Không biết ra làm. Con trai Nhật chúng mình cũng muốn lắm chứ, nhưng mà ngại lắm, xấu hổ lắm. Nhưng trong vài trường hợp có thể là không biết thật. Và đối với con trai Nhật, con trai Thái garanti ok, nhưng mà con trai Nhật làm thì nhìn playboy quá mà. Các bạn hiểu không? Chắc là không hiểu đúng không? Mình biết. Ba, không biểu hiện tình cảm nhiều. Cái này có nghĩa là lúc có người yêu, người Nhật ít nói I love you, I say you nhỉ. Vì người Nhật xấu hổ và không hiểu tại sao cô cần biểu hiện tình yêu nhiều. Ví dụ nhá, cụm từ người yêu có nghĩa là yêu nhau đúng không, nên không cần nói. Nhưng mà con trai Nhật cũng biết thuật ngữ ghét như vậy. Video của hôm nay là thế thôi nhé. Mình làm video hôm khác nhé. Bye bye.